em tên Nguyễn Tôn Đạo, sinh viên đã tốt nghiệp ngành xây dựng nhân dụng công nghiệp tại cử nhân của trường cao đẳng xây dựng số 2 ở Thủ Đức. Em sinh năm 90. Qua internet thì em biết được công ty Hồng Lương có làm thủ tục hỗ trợ sinh viên du học ở các nước. Em đến công ty thì được các chị tư vấn rất rõ ràng, nhiệt tình chăm sóc khách hàng sinh viên tốt. Sau khi có được visa với khi mà nhập học thì em rất là mừng, hy vọng sẽ đó